Cuộc sống hiện đại đồng nghĩa với công nghệ thông tin phát triển vượt bậc. Chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận thông tin bằng nhiều cách khác nhau. Tuy vậy thì sách vẫn là nguồn tri thức vô hạn không thể thay thế được. Nhằm hưởng ứng Ngày đọc sách thế giới 23 tháng 4, mới đây Thư viện Đại học Hà Nội đã tổ chức tuần lễ văn hóa đọc với thông điệp Sách cánh cửa mở ra thế giới. Có mặt và tham gia hoạt động này, khán giả Diêm Đăng Kiên từ địa chỉ email đăngkien1997a@gmail.com đã ghi lại một số hình ảnh và chia sẻ cùng chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Tuần lễ văn hóa đọc được diễn ra tại Thư viện của Đại học Hà Nội, kéo dài từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 4. Ngay từ khi khai mạc, hoạt động này đã thu hút được đông đảo sinh viên trong và ngoài trường tham dự. Cùng với đó, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách uy tín như Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, Công ty sách Alpha, Công ty sách Đông Tây, Nhà xuất bản Dân Trí cũng đã tham gia vào hội sách. Ngoài ra còn có khoảng 10 nhà sách cũ thuộc cộng đồng sách cũ Hà Nội tham gia với thông điệp Sách cũ không bao giờ cũ. Hoạt động này được tổ chức với mục đích chính để khuyến khích sinh viên đọc sách nhiều hơn và khẳng định vai trò quan trọng của sách trong thời đại hiện nay. Theo chia sẻ của khán giả Diêm Đăng Kiên, hàng ngàn đầu sách với nhiều thể loại khác nhau như là lịch sử, văn hóa, ngoại ngữ, tâm lý, tình cảm, thậm chí là cả chuyện cũng được đưa ra để trưng bày. Trong đó thì sách cũ được bán với giá chỉ từ 10 đến 50% giá bìa đã thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên. Đây là cơ hội để tất cả sinh viên có thể tiếp cận tri thức với mức giá rẻ nhất, cũng như góp phần giúp giới trẻ có thói quen đọc sách hàng ngày để có thể học hỏi được những điều hay và góp phần giúp cuộc sống thêm ý nghĩa hơn.